Đây, ốp mạ crung của các sếp đây, đang đi bóc ra hết hơi đây. Cái ao giờ đang bám vào lớp mặt sơn này. Đấy, phải không biết là có ra không nữa. Cái này mà cứ để lâu về nhớ, những cái mép như này nó bị oxy hóa này. Đấy, trong này thì có thể nó bị bạc màu sơn này. Nên là anh em mà vừa mua xe xong ấy mà muốn bảo vệ những cái hõm cửa hoặc là những cái chi tiết này mà muốn dán mạ chrome ấy thì anh em nên cân nhắc nhé. Bởi vì là cái này bây giờ nó không hiệu quả nữa rồi anh em ạ. Bây giờ người ta dùng hết PPF rồi, người ta không dùng cái ốp này nữa đâu. Anh em mà đào mà đang dùng cái ốp mạ chrome này ấy, thì bỏ sớm đi. Bởi vì để càng lâu ấy thì nó càng bạc hết màu sơn nhá.